này mình á qua bên nhà anh Toàn mình á con tay nữa kìa các bạn ơi. Đây là cái con đường ngay trên chỗ cầu Cả Sơn mình đi xuống nha các bạn. Các bạn đã đến với kênh Sang Huỳnh Vlog của mình nha. Mình đi từ sáng giờ thì mình cũng đã đến được cái điểm câu rồi các bạn ơi. Bữa nay mình sẽ vô nhà của Toàn mình câu nha các bạn. Đây, địa hình hôm nay mình câu đây nha các bạn. Này là cái mương trong vườn mai nhà của anh Toàn. Toàn, chào anh. Cả nhà cái coi, cho diện kiến dung nhan coi đó. Trời ơi, bữa nay mình sẽ câu vòng vòng trong những cái rộng mai đây nha các bạn, để chúng mình câu cá mình quay cho các bạn xem nha. Mình nói chúc các bạn xem clip vui vẻ. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình. Thế này chú mua nào chú? Thuốc cái lỗ này không ăn cái gì bự nữa lên nhớ mà nhìn không kỹ là cái gì hãy xịt thuốc đi tới không? Còn gì đây thôi thắt lát các bạn ơi. Rồi. Rồi ngồi ơi, thắt lát nha các bạn. Rồi để mình gỡ luôn nha. Chú cũng có nha Toàn. Dạ. Toàn lên cái lóc các bạn ơi. Này cái trục cứng á. Vô từ nãy giờ phải không? Dạ. Thôi thả luôn đi Toàn ơi. Bắt đi chú. Vậy lụm luôn hả? Lụm luôn. Trời ơi. Trời ơi. Hàng rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Cái gì ta? Trời ơi. Cá rô phi lại là hàng. Cá lạ các bạn ơi. Ủa, con cá thật méo lắm. Trời ơi, cá đẹp quá các bạn ơi. Cá đang méo lắm. Trời ơi, phơi phơi nha các bạn. Hết mồi. Đưa theo gió thôi. Đúng. Đã rồi. Trên lên coi. Cô chú kìa. Trời ơi. Trên biển luôn các bạn ơi. Rồi gỡ cái Toàn ơi. Ừ ôi. Dùng này cá lại các bạn ơi. Rồi điểm để mình gỡ luôn rồi. Quá đã rồi. Cái thắt lát các bạn ơi. Để mình gỡ luôn rồi. Cái rô biển nữa các bạn ơi. Ngay ổ rồi nha các bạn.
để mình gỡ luôn. Bữa nay săn cá rô biển không các bạn ơi. Cá rô biển mập nút để mình gỡ luôn các bạn ạ. Dướng à các bạn ơi. Lên cái rô biển nha các bạn. Rồi để mình gỡ luôn rồi. Nhào bển lên cái rô biển nha các bạn. Một con cá rô biển nữa các bạn ạ. Nhào lên rô biển nữa các bạn ơi. Tiếp tục con nữa các bạn, cá ngon nha các bạn, đưa lên cái con hào. Ôi ba con rồi các bạn ơi, rồi nhào lên cá rô biển khủng khiếp các bạn ơi. Rồi bạn thấy gì không, để đắt luôn. Ý. Rồi quá đại các bạn ơi. Rồi này cá rô phi chứ rô biển gì các bạn, công cần luôn, cái này hơn cá thác lát rồi nha Hào. Rồi gỡ luôn Hào ơi, để anh qua anh lấy cho. Rồi anh có khăn không cậu luôn nè, tắm luôn đi. Cá rô biển các bạn ơi, bỏ xuống là lậm liền các bạn ơi. Trúng bay cá rô biển Hào ơi. Chúng bay cá rô biển rồi, để mình gỡ luôn các bạn ạ. Rô biển này các bạn ơi. Rồi cá rô biển phá quá, cá rô biển nè. Rô bé. Cái rô biển các bạn ơi.
rô biển con rồi, để mình gỡ mình thả lên các bạn. Đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình.